Nếu là fan cuồng của sự tinh tế và tối giản của màu trắng thì chắc chắn phái đẹp sẽ không bỏ lỡ siêu phẩm Franck Muller Vanguard Lady V32 White Full Diamond. Đồng hồ này nổi bật với gam màu trắng tinh tế và tráng lệ, kết hợp hoàn hảo giữa thép và vô số những viên kim cương đắt giá. Chiếc đồng hồ này với kiểu dáng thô nêu quen thuộc nhưng lôi cuốn. Các đường nét kiến trúc được chế tác tinh xảo và điểm đặc biệt ở phiên bản này chính là lớp áo kim cương xa xỉ thu hút mọi ánh nhìn. Những viên kim cương được tuyển chọn kỹ lưỡng, mài dũa tỉ mẩn và sắp xếp công phu. Mặt số của đồng hồ chắc chắn sẽ khiến phái đẹp trầm trồ với những chữ số Ả Rập thiết kế sắc sảo với đường nét uốn lượn đặc trưng của Franck Muller. Bộ kim đồng hồ được chảy xước tỉ mỉ và ở phần trung tâm là dòng chữ Franck Muller Geneve. Dưới vòng kính sapphire trong suốt, tất cả hiện lên sống động và có chiều sâu. Chiếc đồng hồ này sở hữu bộ máy vận hành ổn định, chính xác và có khả năng chống nước ở độ sâu 30 m. Lớp áo kim cương sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi dây đeo cao su vân da đầy ấn tượng. Với phong cách lịch lãm, chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này tạo nên sức hút khó cưỡng đối với bất kỳ tín đồ đam mê đồng hồ nào. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.